Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky hôm 22 tháng 5 tuyên bố Nga sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán nhưng cần có được sự đồng thuận từ phía Ukraine. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Belarus Den TV, ông Medinsky nêu rõ Về phần mình, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Việc đóng băng các cuộc đàm phán hoàn toàn là từ phía Ukraine, quyền quyết định là ở họ. Ông Medinsky nói thêm rằng Nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán. Các cuộc hội đàm giữa phái đoàn Nga và Ukraine đã được tổ chức thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hôm 24 tháng 2. Các bộ trưởng ngoại giao Ukraine và Nga đã gặp mặt trong cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3, sau đó là tại Istanbul, nhưng cũng không đạt được kết quả cụ thể. Tuần trước, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine Mikhailo Podolnyak cho rằng các cuộc đàm phán với Moscow đang tạm dừng sau khi được tổ chức thường xuyên trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột nhưng không đạt được kết quả đáng kể. Theo hãng tin Reuters, Ukraine bác bỏ lệnh ngừng bắn hoặc bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào đối với Moscow khi Nga tăng cường tấn công ở miền Đông và miền Nam nước này. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak hôm 22 tháng 5 cho biết xung đột phải kết thúc bằng việc Ukraine khôi phục hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Ông Boronyak nói, các lực lượng Nga phải rời khỏi đất nước và sau đó tiến trình hòa bình có thể được nối lại. Lập trường của Kiev ngày càng trở nên cứng rắn trong những tuần gần đây khi Nga bị cản bước tiến ở khu vực miền đông Ukraine và các quan chức Ukraine lo ngại họ có thể buộc phải nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình. Nga đang tiến hành một cuộc tấn công lớn ở Luhansk, một trong hai tỉnh ở Donbass, sau khi kết thúc nhiều tuần giao tranh tại cảng Mariupol, chiến lược ở phía đông nam. Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadim Denysenko nói với đài truyền hình Ukraine hôm 22 tháng 5 rằng cuộc giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra ở hai thành phố Chernihiv và Lysychansk.